Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây. Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất sau. Dòng mạch gỗ, còn gọi là dòng đi lên, vận chuyển nước và các ion khoáng từ đất vào đến mạch gỗ của rễ, rồi tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến lá và những phần khác của cây. Dòng mạch ray, còn gọi là dòng đi xuống, vận chuyển các chất hữu cơ và các ion khoáng di động như ion kali, ion magie từ các tế bào quang hợp trong phiến lá vào cuống lá, rồi đến nơi cần sử dụng hoặc để dự trữ ở rễ, hạt, củ, quả, vân vân. Chúng ta sẽ lần lượt ôn lại các đặc điểm của dòng mạch gỗ và dòng mạch ray. Một la mã dòng mạch gỗ. Một nhỏ cấu tạo của mạch gỗ. Trong thân của thực vật có mạch gỗ, còn gọi là xilem, gồm các tế bào chết. Tế bào mạch gỗ gồm hai loại là quảng bào và mạch ống, hình 2.2. Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên lá để cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong. Quảng bào cũng như mạch ống xếp sát vào nhau theo cách lỗ bên của tế bào này xếp khớp với lỗ bên của tế bào khác, tạo ra lối đi cho dòng vận chuyển ngang. Thành của mạch gỗ được lignin hóa tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước. Ở trên hình 2.2 mô tả mạch gỗ của thực vật có hoa, thì chúng ta thấy là thực vật có hoa có hai loại tế bào mạch gỗ, đó là quảng bào và mạch ống. Đây đều là những tế bào đã chết. Hầu như chúng chỉ có cái thành tế bào thôi, không có màng sinh chất, tế bào chết và không có nhân. Nó là những tế bào rỗng, chỉ có thành tế bào và nó là những tế bào chết. Và thành tế bào thì lại được lignin hóa. Lignin hóa thì đây là một cái chất hữu cơ mà nó rất là bền chắc và chịu được áp lực nước. Cho nên chúng ta thấy mạch gỗ thì nó vững chắc và nó có thể có tác dụng nâng đỡ về mặt cơ học cho cây. Quảng bào và mạch ống thì đều có những cái lỗ bên để tạo điều kiện cho dòng vận chuyển ngang. Tức là nếu như có một cái mạch gỗ nào đó mà bị hư hỏng thì cái dòng nước và ion khoáng ở trong mạch gỗ hoàn toàn có thể chuyển sang cái mạch gỗ khác thông qua cái lỗ bên để tiếp tục vận chuyển lên trên tán lá. Ở đây chúng ta thấy là quảng bào và mạch ống nó cấu tạo hơi khác nhau một xíu. Mặc dù đều là những tế bào chết, nhưng mà quảng bào thì là những tế bào dài hơn và hẹp, bề ngang hơn. Nó gối đầu lên nhau như này. Còn mạch ống là những tế bào tương đối ngắn hơn so với quảng bào. Nhưng mà cái chiều ngang nó rộng hơn và nó nối tiếp nhau. Nối tiếp nhau, tế bào này nối tiếp tế bào kia tạo thành một cái ống dài để vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá. Còn quảng bào thì là nó sắp xếp theo kiểu là những tế bào dài và hẹp gối đầu lên nhau. Hơi khác nhau một chút, nhưng nhìn chung chúng đều là những tế bào chết, chỉ có thành tế bào. Chúng ta qua tiếp phần thứ hai nhỏ là thành phần của dịch mạch gỗ. Dịch mạch gỗ gồm chủ yếu là nước và ion khoáng. Ở cái bài số 1 thì chúng ta đã tìm hiểu quá trình hấp thụ nước và ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút vào mạch gỗ. Và do vậy là thành phần chính của mạch gỗ là nước và ion khoáng. Tuy nhiên, một số bạn cũng nên lưu ý là không phải mạch gỗ thì chỉ có nước và ion khoáng.
nó là chủ yếu thôi. Ngoài ra nó cũng có thể có chứa các chất hữu cơ như axit amin, amid, vitamin, hormone như cytokinin, alkaloid được tổng hợp ở rễ. Ba nhỏ động lực của dòng mạch gỗ. Làm thế nào mà dòng mạch gỗ di chuyển được theo chiều ngược với chiều của động lực từ rễ lên đến đỉnh của những cây gỗ cao đến hàng chục mét như cây sấu, cây sao, cây xoài, cây lim, cây thông? Điều đó có được là nhờ ba lực sau. A là lực đẩy áp suất rễ. Lực đẩy hay là áp suất rễ, chúng ta có thể tưởng tượng cái lực đẩy này thì giống như là chúng ta có một cái tuýp kem đánh răng vậy đó. Một cái tuýp kem đánh răng như thế này. Thì để mà cái dịch kem đánh răng trào ra bên ngoài để chúng ta có thể lấy cái kem này thì chúng ta phải dùng một cái lực, chúng ta bóp một cái phần đáy của cái tuýp kem đánh răng thì là kem nó mới trào ra bên ngoài thông qua cái miệng của tuýp kem đánh răng này. Thì là cái lực ở bên dưới này chúng ta bóp vào chính là một cái lực đẩy để đẩy cái kem từ dưới đi lên. Thì dòng mạch gỗ đi ngược chiều trọng lực, nước ủy ống khoáng đi từ rễ lên trên tán lá thì nó có một cái lực đẩy. Lực đẩy đó có được là do đâu? Do là đây là cái cây nhá, thì là đây là rễ. Thì là chúng ta biết là dòng nước liên tục thẩm thấu. Khi mà nước nó liên tục thẩm thấu vào bên từ đất vào trong rễ thì nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy để đẩy nước từ rễ lên thân và đến lá. Thì cái lực đẩy hay là áp suất rễ này nó được thể hiện thông qua hai hiện tượng, đó là hiện tượng rỉ nhựa và hiện tượng ứ giọt. Thứ nhất là hiện tượng rỉ nhựa. Hiện tượng rỉ nhựa. Hiện tượng rỉ nhựa thì chúng ta có thể làm thí nghiệm là chúng ta lấy cái dao thật là bén, chúng ta cắt ngang cái phần thân ngay sát gốc của một cái cây thân thảo, sau đó chúng ta sẽ nối vào một cái áp kế vào cái phần thân này. Thì cái áp kế nó có một cái dụng cụ là có một cái mực thủy ngân, có một cái vạch thủy ngân với những cái mức khác nhau. Thì khi ta vừa mới bắt đầu thí nghiệm, ta nối cái áp kế vào thì mực thủy ngân sẽ ở cái mức số 1 thôi. Và chúng ta để khoảng 1 tiếng đồng hồ sau thì chúng ta quan sát thì cái mực thủy ngân nó sẽ dâng lên ở cái mức số 2. Thì chúng ta lấy hiệu số giữa mức 2 và mức 1 thì chúng ta sẽ có được cái áp suất của rễ. Chính là cái lực đẩy do dòng nước và ống khoáng liên tục từ rễ, nó thẩm thấu vào trong rễ và nó tạo ra một cái lực đẩy để đẩy dòng nước ống khoáng này lên trên thân và lên tán lá. Áp suất rễ này thì nó cũng khá là nhỏ, do vậy nó chỉ có thường là có ý nghĩa đối với những cây thân thảo, những loài cây cỏ nhỏ mà thôi. Mình có thể quan sát bằng mắt thường, không phải dùng áp kế. Ví dụ ta cắt ngang cái thân cây gần sát gốc của một loại cây cỏ nhỏ thì khoảng 15-30 phút sau ta sẽ có một cái phần gọi là một cái giọt dịch nhỏ nhỏ. Đấy. Nó động lại ở trên cái phần cắt ngang đó. Đấy. Điều này thể hiện cái hiện tượng gọi là hiện tượng rỉ nhựa. Cái hiện tượng thứ hai thể hiện áp suất rễ đó là hiện tượng ứ giọt. Hiện tượng ứ giọt. Đây thì chúng ta quan sát thấy là một cây lúa non thì vào những khi mà những đêm mà trời ẩm ướt thì là buổi sáng thường có những cái giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá như thế này. Thì hiện tượng này gọi là hiện tượng ứ giọt. Có hai cái điều kiện để xảy ra cái hiện tượng ứ giọt này. Thứ nhất đó chính là cái sự bão hòa
Bão hòa hơi nước. Bão hòa hơi nước tức là độ ẩm cao. Đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai đó chính là cái áp suất rễ thì nó đủ mạnh để mà đẩy nước đi đến và đọng lại ở cái phần thủy khổng này, nơi mà giọt nước ứ thành giọt này, thì là áp suất rễ phải đủ mạnh để mà nó có thể gây ra hiện tượng ứ giọt. Và để mà áp suất rễ đủ mạnh thì nó thường gặp ở những cây cây một lá mầm, cây một lá mầm như là những cây như là cây lúa nè, cây ngô non nè, rồi những cái loại cỏ nhỏ, cỏ nhỏ, những cây thân thảo thì là nó sẽ có áp suất rễ đủ mạnh. Do vậy là hiện tượng ứ giọt cần phải có hai cái điều kiện như này. Cho nên với những cái cây rất là cao vài chục mét, những cây cổ thụ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy hiện tượng ứ giọt, là bởi vì là ở những cây mà rất là cao như vậy thì là không khí lưu thông rất là tốt, thì nó sẽ khó có cái sự bão hòa hơi nước. Và hơn nữa là những cây cao vài chục mét như vậy thì áp suất rễ nó khá là nhỏ, nó không đủ để đẩy nước ra và gây ra cái hiện tượng ứ giọt. Cái hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra khi mà nước không thể thoát ra ngoài dưới dạng hơi nước mà thôi. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu lại cái động lực thứ nhất của dòng mạch gỗ, đó là lực đẩy hay là áp suất rễ, có được do dòng nước liên tục thẩm thấu từ đất vào rễ thì nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy và đẩy nước từ rễ lên thân đến lá. Cái động lực thứ hai và được xem là động lực rất là quan trọng đó là lực hút do sự thoát hơi nước ở lá. Do hơi nước thoát vào không khí thì tế bào khí khổng sẽ bị mất nước và hút nước từ các tế bào nhu mô bên cạnh. Đến lượt mình thì các tế bào nhu mô lá lại hút nước từ mạch gỗ ở lá, và cứ như vậy xuất hiện một cái lực hút từ lá lên đến tận rễ. Chúng ta cứ tưởng tượng cái hiện tượng này giống như là khi mình lấy một cái ống hút, mình cắm vào một cái ly nước chẳng hạn, thì là chúng ta dùng cái miệng ta ngậm vào ống hút rồi chúng ta hút một lực đấy, thì nước từ dưới đáy của ly sẽ theo cái ống hút lên đến miệng chúng ta. Thì là lực hút do sự thoát hơi nước ở lá cũng tương tự như vậy. Khi có cái sự thoát hơi nước ở lá thì là các tế bào lá nó bị mất nước, thì nó sẽ hút nước từ mạch gỗ ở lá, rồi sau đó lại mạch gỗ của lá bị mất nước thì lại hút nước từ mạch gỗ ở thân. Đấy. Rồi mạch gỗ của thân thì lại hút nước từ mạch gỗ của rễ. Đấy. Do vậy là nó tạo ra một cái động lực rất là quan trọng, gọi là động lực đầu trên để giúp mạch gỗ nước bị ống khoáng đi ngược chiều trọng lực từ rễ lên thân và đến lá. Động lực thứ ba là lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. Chúng ta đã học ở lớp 10, chúng ta đã biết là nước thì là H2O thì là nó có tính gọi là phân cực. Thì chúng ta thấy là nó có một cái phân tử đầu oxy thì là tích điện âm, và hiđro thì là tích điện dương. Đấy. Cho nên là các phân tử nước thì nó có tính phân cực như này. Đấy. Cho nên là nó sẽ có thể hình thành những cái liên kết hiđro với nhau. Đấy. Hình thành liên kết hiđro với nhau. Liên kết hiđro là liên kết được hình thành giữa cái phân tử hiđro tích điện dương và oxy tích điện âm như thế này, và ký hiệu là dấu ba chấm như thế này, thì là các phân tử nước nó sẽ hình thành liên kết hiđro với nhau. Và các phân tử nước cũng có thể hình thành liên kết hiđro với các cái nguyên tử trong các phân tử mà cấu tạo nên thành tế bào mạch gỗ, thì là nó sẽ tạo ra một cái dòng mạch gỗ liên tục từ rễ lên thân đến lá. Như vậy là chúng ta vừa ôm lại ba cái động lực rất là quan trọng để giúp cho vận chuyển dòng nước ion khoáng làm sao mà có thể đi ngược chiều trọng lực
lên đến tán lá, thậm chí ở những cây cao đến vài chục mét, thậm chí hàng trăm mét, thì là nhờ ba động lực chính. Thứ nhất là do lực đẩy, một là lực đẩy là áp suất rễ, thứ hai là lực hút ở đầu trên do sự thoát hơi nước ở tán lá, và lực thứ ba là do sự liên kết giữa các phân tử nước với nhau và giữa các phân tử nước với thành mạch gỗ. Chúng ta tiếp tục ôn tập đến cái dòng vận chuyển thứ hai trong cây, đi ngược với cái dòng mạch gỗ lúc nãy là đi từ dưới lên, tức là đi ngược chiều trọng lực. Thì ở dòng mạch ray là dòng vận chuyển các chất đi từ trên tán lá đi xuống theo chiều trọng lực. Một, cấu tạo của mạch ray. Mạch ray hình 2.5, đây hình 2.5 thì là gồm các tế bào sống là ống ray, tức là tế bào hình ray và tế bào kèm. Đây hình 2.2 thì đây là mô tả của mạch ray, đây là những tế bào sống. Cái phần này, phần này, đây là chính là tế bào ống ray. Đây là những tế bào mà nó chỉ có màng sinh chất, tế bào chất và không có nhân, và hầu như cũng không có các bào quang. Chỉ có màng sinh chất, tế bào chất thôi, mà là tế bào sống. Đấy. Không phải như là tế bào của mạch gỗ là tế bào chết. Thì bên cạnh mỗi cái tế bào ống ray thì thường là nó sẽ có cái tế bào kèm. Đây là tế bào này. Đấy. Thường bên mỗi tế bào ống ray thì sẽ có tế bào kèm. Tế bào kèm là tế bào sống có màng sinh chất, tế bào chất và có nhân. Đây, cái nhân chỗ này. Nó có nhân. Và đặc biệt là có rất là nhiều ti thể. Chính cái ti thể này sẽ thực hiện hô hấp tế bào và cung cấp năng lượng ATP cho sự vận chuyển chủ động của các loại chất tan có ở trong mạch ray. Như vậy nhắc lại là cấu tạo của mạch ray là gồm các tế bào sống, gồm tế bào ống ray và tế bào kèm. Tế bào ống ray thì là những tế bào có màng sinh chất, không có nhân và hầu như không có các bào quang. Còn tế bào kèm là những tế bào có đầy đủ màng sinh chất, tế bào chất và nhân, và đặc biệt lại có rất là nhiều ti thể để mà tạo ra năng lượng ATP, cung cấp năng lượng cho tế bào ống ray. Thứ hai là thành phần của dịch mạch ray. Dịch mạch ray thì gồm chủ yếu là chất hữu cơ đường saccharose. Chúng ta nhớ là đường vận chuyển trong cây chủ yếu là đường đường đôi, đường saccharose, các loại axit amin, vitamin, các loại hormone thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác như là các phân tử năng lượng ATP, một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều ion kali làm cho dịch mạch ray có độ pH từ 8 đến 8,5. Đấy, như vậy là dịch mạch ray là ngược lại với lại dịch mạch gỗ. Nếu như dịch mạch gỗ thì chủ yếu là nước và ion khoáng thì có rất ít các chất hữu cơ, thì ngược lại dịch mạch ray thì chủ yếu là các chất hữu cơ đường, axit amin, vitamin, vân vân. Tuy nhiên thì tất nhiên là nó vẫn có một ít các loại ion khoáng. Ba nhỏ động lực của dòng mạch ray. Dịch mạch ray di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống ray và từ ống ray này vào ống ray khác qua các lỗ trong bảng ray. Đấy, dịch mạch ray di chuyển từ các cái tế bào quang hợp trong lá vào ống ray và từ ống ray này sang cái ống ray khác thì qua các cái lỗ ở trên bảng ray. Động lực của dòng mạch ray thì chính là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn. Cơ quan nguồn ở đây là chính là lá, chính là nơi saccharose được tạo thành từ quá trình quang hợp, là nơi mà có cái áp suất thẩm thấu cao, và các cơ quan chứa là nơi saccharose được sử dụng hay là dự trữ có áp suất thẩm thấu thấp hơn.
những cơ quan chứa ở đây chúng ta có thể hiểu đó là rễ cơ quan chứa ở đây là rễ, là củ, là quả, là hạt. Như vậy là động lực của dòng mạch ray chính là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn là lá, nơi saccharose được tạo thành từ quang hợp có áp suất thẩm thấu cao, và các cơ quan chứa nơi saccharose được sử dụng hay là được dự trữ có áp suất thẩm thấu thấp hơn, đó là rễ, là củ, là quả, là hạt. Mạch ray nối các tế bào của cơ quan nguồn với các tế bào của cơ quan chứa giúp dòng mạch ray chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp hơn. Chúng ta quan sát hình 2.6, sự lưu thông giữa mạch gỗ và mạch ray. Trên hình này thì ta thấy là dòng mạch gỗ thì là cái dòng có cái mũi tên màu đỏ như này, đi ngược chiều động lực từ rễ lên thân đến lá. Đây là lá nè, đây là cơ quan nguồn và đây là cơ quan chứa rễ, củ, quả, vân vân. Thì là dòng mạch gỗ là dòng màu đỏ đi ngược chiều trọng lực, chủ yếu là nước và ion khoáng. Và dòng mạch ray thì là mô tả bằng cái mũi tên màu xanh là đi theo chiều trọng lực, đi từ cơ quan nguồn là lá xuống cơ quan chứa rễ, củ, quả, thông qua các cái bảng ray. Và chủ yếu thành phần của dịch mạch ray là chất hữu cơ, chủ yếu là đường saccharose, các loại acetamin, vitamin, hóc môn, vân vân. Thì trên hình này chúng ta thấy là giữa cái dòng mạch gỗ và dòng mạch ray thì nó không hề tách biệt nhau. Đấy, chúng ta thấy cái mũi tên của cái dòng mạch gỗ màu đỏ là nó được chỉ qua bên dòng mạch ray, và một mũi tên màu xanh của dòng mạch ray lại có thể chuyển sang di chuyển sang cái phần là dòng mạch gỗ. Cho nên hai cái dòng vận chuyển đi lên đi xuống, dòng mạch gỗ và dòng mạch ray ở trong cây là nó không phải là tách biệt hẳn với nhau. Đấy, mà nó có thể trao đổi một phần qua lại thông qua những cái lỗ thông giữa hai cái mạch này. Như vậy là chúng ta vừa ôn lại hai cái dòng vận chuyển ở trong cây là dòng mạch gỗ và dòng mạch ray. Thì những cái đặc điểm mà chúng ta có thể so sánh giữa dòng mạch gỗ và dòng mạch ray đó là thứ nhất là về về cấu tạo. Về cấu tạo. Đấy. Thứ hai là về thành phần của dịch mạch gỗ và dịch mạch ray. Thứ ba là động lực của dòng mạch gỗ và dòng mạch ray. Thứ tư là chiều vận chuyển, và cuối cùng chúng ta có thể nói về cái tốc độ vận chuyển của hai cái dòng này. Dòng thứ nhất là về về cấu tạo, thì dòng mạch gỗ chủ yếu là được cấu tạo từ các tế bào chết, đó là mạch ống và quảng bào. Còn dòng mạch ray thì chủ yếu là những tế bào sống, bao gồm tế bào ống ray và tế bào kèm. Thành phần của dịch mạch gỗ chủ yếu là nước và muối khoáng, trong khi thành phần của dịch mạch ray chủ yếu là các chất hữu cơ như đường saccharose, axit amin, vitamin, vân vân. Động lực của dòng mạch gỗ để mà vận chuyển được nước ion khoáng đi ngược chiều trọng lực thì dòng mạch gỗ có rất là nhiều động lực khác nhau. Đó là ba động lực. Thứ nhất là lực đẩy do áp suất rễ. Thứ hai là lực hút do sự thoát hơi nước ở lá. Và thứ ba là lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. Trong khi động lực của dòng mạch ray thì chủ yếu là do sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn là lá và cơ quan chứa là rễ, củ, quả, hạt, vân vân. Chiều vận chuyển thì là dòng mạch gỗ là ngược chiều trọng lực, dọc đi lên,
Còn dòng mạch ri là vận chuyển chất hữu cơ theo chiều trọng lực, tức là dòng đi xuống. Về tốc độ thì theo các em, dòng mạch gỗ và dòng mạch ri thì dòng vận chuyển nào nhanh hơn? Dòng mạch gỗ là đi ngược chiều trọng lực, dòng mạch ri thì đi theo chiều trọng lực. Này, dòng nào thì là nhanh hơn? À, chúng ta phải hiểu bản chất là không phải là đi theo chiều trọng lực thì là nhanh hơn đâu, mà là chúng ta đã biết là cái dòng mạch gỗ thì cấu tạo là những tế bào chết, chỉ có thành tế bào thôi, nó không có màng sinh chất. Do vậy sự vận chuyển nước ion khoáng trong mạch gỗ mặc dù đi ngược chiều trọng lực nhưng là đi qua những tế bào chết không có sự kiểm soát các chất, cho nên nó sẽ đi rất là nhanh do sự hỗ trợ của ba động lực. Trong khi dòng mạch ri mặc dù đi theo chiều trọng lực đó nhưng mà nó đi qua những tế bào sống, là những tế bào ống ri có màng sinh chất, thế cho nên là nó có cái sự kiểm soát các chất đi đi qua các cái lớp màng bán thấm. Sự vận chuyển các chất đi qua màng là những màng sống như thế, cho nên là nó sẽ chậm hơn. Đấy. Đôi khi là nó vận chuyển thụ động nhưng đôi khi nó cũng cần phải vận chuyển chủ động các cái chất. Đấy. Cho nên là nó sẽ tương đối là chậm hơn so với dòng mạch gỗ. Như vậy là chúng ta đã ôn lại bài số 2 là vận chuyển các chất ở trong cây. Chúc các em ôn thi thật tốt. Thân ái chào các em.